Em xin chào cả nhà Yula nhà mình. Hôm nay thì em mời cả nhà mình ngắm một cái chậu bông tích lịch họa nha. Ở đây thì em đang đưa ra ngoài nắng để quay. Mũi trắng tinh luôn. Và lưỡi thì gần như là bệt hết. Hoa này nó nở cũng kha khá ngày rồi đó cả nhà. Chắc cũng tầm được 4 đến 5 ngày. Thì hôm nay em mới có dịp quay lên. Lúc mà tưới nước thì cái màu ở trong lưỡi này nó bị lem qua chỗ cái cánh này. Nhưng mà cái bông đây thì nó ok hơn. Đây là một cây cánh ám, mũi trắng lưỡi bệt. Nếu mà nở tại thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái tỉnh thành phía Nam á thì thường là cánh của nó ám khói luôn. Tầm đến 2 ngày sau sẽ là cánh trắng tinh như là một cây năm cánh trắng vậy. Còn là ở tại Lâm Đồng thì nó hơi bị phớt màu cái bộ cánh này. Thì có những cái cây ngay ở trên thân như thế này nha cả nhà. Thì lúc mà cả nhà mình đặt mua thì sẽ yên tâm hoàn toàn về cái giống ở bên em. Đó. Riêng cái hàng cây này thì bên em có cũng khá là nhiều. Đây là cái chậu mà hoa nó nở ngày hôm nay khá là đẹp. Em quay riêng một chậu. Phía trong đây thì em có rất là nhiều chậu để em vào em quay cho cả nhà mình. Đó. Hôm nay là sẽ xuất luôn những cái cây ở trên đây. Bởi vì lúc trước nhỏ nhỏ quá nên là thành ra em cũng nhát xuất. Phải chờ đặt lúa non đồ. Thì nó rất là tốn thời gian. Và những cái cây là mai nó bị điếc hay gì đó thì rất là khó. Thì bây giờ những cái cây nó đã nhú những cái rễ đẹp như thế này rồi. Rồi ngoài ra là những cái cây còn ở trên những cái chậu đang hoa như thế này nữa. Hoa đây nở cũng hơn 10 ngày. Đây, rồi như chậu này. Đó, như chậu này thì nó cũng có nụ luôn. Cũng có hoa ở trên đây. Nhưng mà cây còn nhỏ thì có thể là em xuất sau. Đó. Rồi nói chung đa phần là có hoa hết nha cả nhà. Và cây đẹp như thế này. Thì em sẽ tiến hành là em định giá. Em sẽ viết cái giá trên từng cái cây này. Và sau đó cắt xuống. Đó. Rồi quay cho cả nhà mình. Đó như là cái chậu này nữa. Cây ở đây toàn bộ là cây tự nhiên. Không qua kích. Bởi vì cây này mà kích mà đem về các anh chị trồng thì nó sẽ rất là khó sống cũng như là dễ bị trột đó, nên là năm nay là chúng em thực hiện là để làm cây tự nhiên hết, hoa thì hoa đó, quan trọng là làm nên những cái cây đẹp. Rồi phía bên đây thì em có một chậu năm cánh trắng Phú Thọ rất là đẹp như thế này. Chậu đây thì em cũng muốn chia sẻ luôn cả chậu đến cả nhà mình cho ai muốn làm kinh tế. Đó. Hoa này nở rất là đẹp nha cả nhà. Em sẽ quay lên này. Mũi thì trắng tinh. Đó. Khuôn rất là đẹp luôn. Cánh rất là dày. Như cả nhà mình thấy này. Hoa nở tại Lâm Đồng cánh nó rất là dày. À, được hai cái chồi gốc này rất là lực, một chồi là 15 cm, còn một chồi là được 16 cm. Rồi về cơ cấu ở đây thì nó còn thêm một củ già này, đã lắp một cái mầm nhỏ ở bên đây ra, thì cái củ già này thì chúng ta về khai thác được cây nữa. Củ già này thì được 3 cm. Rồi một cái thân mà đang đeo cây như thế này thì đang được là 4 cm, đang được là 4 cây. Tổng cái thân này là cũng tầm 15 cm nha cả nhà. Đó, cây đây thì cây Phú Thọ này thì em thực hiện kích mục đích là để xem hoa nhưng mà nó cũng lên cây và cây khá khỏe như thế này. Chậu giá thể thì sạch sạch sẽ này. Chồi gốc thì ra rễ xanh đẹp như thế này. Thì cả chậu này các anh chị nào mà cần á, làm kinh tế hay là gì thì có thể là inbox qua cho em, alo qua số điện thoại cho em. Để em báo giá đến cho cả nhà mình. Còn những cây kỳ ở trên chậu tích này, em sẽ tiến hành phân giá trên trên kỳ và cắt xuống định giá để chia sẻ đến cả nhà mình. Bây giờ thì em đã phân giá trên những cái kỳ này rồi. Em sẽ tiến hành vào quay luôn cho cả nhà mình. Nói chung hôm qua em quay á là cả lô thì hôm nay em mới phân được giá do lượng hàng hóa ra quá là nhiều, không thể nào mà quay trực tiếp hôm qua được.
Và đến hôm nay thì bây giờ cũng là qua canh trưa rồi, qua giờ ngọ rồi, là tầm 1 giờ chiều á cả nhà. Thì đây có những cái chậu mà hoa nó nở như thế này luôn đây. Thì hôm nay em sẽ bán cho cả nhà mình 3 chậu đi, 3 chậu hoa toàn bộ như thế này. Đó. Có chậu là nở rất là nhiều ngày rồi, còn có chậu thì nó nở được vài ngày. Đó, như chậu này thì nó vẫn đẹp, hôm qua thì đẹp và hôm nay vẫn còn rất là đẹp như thế này. Còn chậu này thì cánh nó gãy luôn rồi này, bởi vì nở lâu ngày quá. Em sẽ vào nhanh luôn. Đầu tiên là cái cây số 1 này em bán với giá là 3.500.000. Cây ở trên cái thân đang hoa nha cả nhà. Đó, tích lịch hỏa. Một mặt bông có thể nói là bệt mùi trắng, ám bệt mùi trắng, giá rẻ, dễ sưu tầm. Thì cây số 1 này em sẽ cắt là 3.500.000. À, cái bộ rễ thì em sẽ quay cho cả nhà mình này. Đó, rễ thì nó ra được những cái đầu rễ rất là xanh và đẹp như thế này. Thân già của nó thì cũng rất là mập. Rồi cây số 2, cây số 2 này thì cũng là 3.500.000. Cây số 2 này thì nó, em sẽ quay rễ này. Cây số 2 này là được 3 cái rễ. 3 cái rễ đang mọc và đi. Trong đó có một cái rễ thì nó bị chột, chắc là do va quẹt gì đấy. Nó bị mắc cái đầu xanh rồi. Thì 3 cái rễ này thì nó cũng khá là khỏe, xanh đẹp. Thì số 2 này cũng là 3.500.000. Rồi cây số 3, cây số 3 thì rễ dưới đây rất là nhiều này cả nhà. Thì cây số 3 này nó nhỏ nhỏ thế này thì em bán với giá là 3.000.000. Cả nhà mình dễ sưu tầm nha. Đó. Nếu mà chúng ta bỏ số tiền 4, 5, 6 triệu thì chúng ta sẽ mua được những cái cây đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà cây nhỏ thì nó sẽ không có to lực bằng những cái cây lớn như lúc trước là cái cây 52 em bán á. Rồi bên đây thì em có cái cây này. Cái cây này thì em bán với giá là 2.800.000. Vì cây này nó được 2 rễ thôi. Đó, cây số 4 này. Nó mới được 2 đầu rễ nhú ra thôi. Cây này là cây em sẽ cắt. Đó. Là 2.800.000. Cây số 5 là cây cây nằm ở đây. Là 3.900.000. Đó, cây số 5 này là cây này nha, 3.900.000. Rất là xanh, mướt và đẹp như thế này. Rễ của nó thì được là 4 đầu rễ. Thực ra thì em cắt xuống em quay rất là dễ dàng, nhưng mà để đảm bảo là cây trên thân hoa luôn cho cả nhà mình yên tâm á, thì em giữ nguyên như thế này. Đó, 4 đầu rễ. Số 6 thì cũng là 3.900.000, là cây tương tự này cả nhà. Nó lực lắm cả nhà, mấy cây này nó lực. Số 6 này nó được 4-5 đầu rễ gì đó đang nhú ra như thế này. Rồi em qua cái chậu nhánh thứ 2. Đó, cả nhà mình nhìn thân lá thì cũng biết là cái cây nó lực đến mức độ nào rồi. Hoa này gãy cánh rồi, để lâu ngày rồi. Tôn này thì em dồn vào một phiên em quay luôn cho nó tiện. Lô số 7 này là 2.900.000. Thì nó một cây nó ra 2 cái đầu rễ ở dưới đây. Cây này thì mới nhú thôi. Em cắt kèm cho mọi người cái khúc ngọn này luôn, thì cả nhà mình trồng yên tâm nha. Ai mà chăm được những cây mà rễ bé thế này thì chúng ta lấy. Rồi số 8 thì là 3.000.000. Đó, số 8 3.000.000 thì nó được 2 đầu rễ dài và 1 đầu rễ ngắn ở phía bên này. Đó, số 8 3.000.000. Số 9 này là 4.100.000. Cái số 9 này rễ cũng đẹp rồi, 4.100.000, mở lá mạnh. Cái số 10 này thì là 3.000.000. Cái số 10 này nó khá là nhỏ. Đó, số 10 này. Bên đây thì nó cũng bung ra rễ rất là xanh đẹp thế này rồi. Số 11 là cây này là giá là 4.000.000. Nói chung rẻ ok nha. Rồi số 12 là cây này là 4.200.000. Đó, cây này thì nó dài hơn, lực hơn.
Rồi số 13 là cây này là 4,5 triệu. Để em bứt cái lá này đi. Đó, 4,5 triệu thì cây này nó cũng dài hơn, nhỉnh hơn so với cây 4 triệu. Và đây là cây em cắt toàn bộ luôn. Rồi em sẽ qua phía bên này. Bên này thì có cái cây này cũng hoa nở trên thân đồ luôn rồi, cả nhà yên tâm. Có cái cây số 14 này thì được ra 3 cái cọng rễ. 3 cọng rễ nha cả nhà. 14 này thì là 3 triệu. 14 này thì tạo điều kiện thì em cắt luôn. Cắt luôn đến chỗ này, cộng thêm cái hoa này cho cả nhà mình về cùng ngắm. 15 này là 2,9 triệu. Đó, 15 là 2,9 triệu cho cái cây bé bé này. Rễ của nó thì em đem qua đây cho sáng này. Rễ thì được là 3 cọng. Ở đây thì bị ngược chiều sáng cả nhà. Rồi 16 thì là 3,600,000 cho cái cây này. Rễ ok, ra nhiều. Này, rất là thoáng nên là rễ mọc khá là đẹp, không bị cấn cá gì cả. Đó là 16. Rồi bây giờ em sẽ bán luôn những cái chồi gốc của cái chậu này. Chồi gốc này thì nó siêu lực rồi cả nhà. Chồi gốc này cả nhà mình về chăm tốt thì nó sang năm là nó cho hoa là ok luôn. Khi năm 1 thì vẫn có thể là cho ra hoa được. Rồi 17 này em bán cái chồi gốc này là 10 triệu. Có nghĩa là cây sau khi em cắt xuống dưới này. Đó thì còn cái chồi gốc nó mở lá to và lực như thế này thì em bán giá là 10 triệu. Cho chậu số 17. Chậu số 18. Chậu số 18 thì em bán cũng là 10 triệu luôn. Sau khi cắt hết cái phần cây ở trên đây thì còn lại cái phần chồi gốc này là 10 triệu. 18 này thì chồi gốc này nó to và lực hơn rất là nhiều so với 17. Nhưng mà được cái là nó được thân già. Thân già ít hơn. 17 thì thân già nhiều hơn. 17 là còn 1, 2, 3, 4. Tối thiểu là 5 mắt, có thể là nhiều hơn. Còn 18 thì chỉ còn 1, 2, tầm là 4 mắt. Nhưng mà được chồi gốc lực. 19 thì em bán cũng 10 triệu luôn. Sẽ còn được 1, 2, 3, 4, 5, 6 mắt. Và chồi gốc như thế này. Đó là tổng thể phiên ngày hôm nay của em nha. Cả nhà đặt hàng thì alo qua số trên tiêu đề. Những cây này cao tiền thì em chỉ nhận chuyển khoản và ship cây thôi. Chứ em không ship code. Đấy. Rồi em xin chào cả nhà mình.